thật việc cắm hoa cúc trên bàn thờ khiến tiêu tán tài lộc. Có nên bày biện hoa cúc trên bàn thờ hay không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Chẳng còn mấy thời gian nữa, chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Lúc này, nhiều người cũng chuẩn bị xem dâng cắm hoa gì trên bàn thờ ngày Tết sẽ may mắn, chiêu tài lộc. Trong văn hóa tín ngưỡng thờ cúng của người Việt không thể thiếu được hoa cúc. Đã từ rất lâu, các dịp lễ Tết quan trọng trên bàn thờ đều xuất hiện hoa cúc. Có thông tin cho rằng, hoa cúc tính âm không thích hợp đặt trên bàn thờ, vì điều này sẽ khiến tài lộc tiêu tán. Vậy sự thật về việc đặt hoa cúc trên bàn thờ như thế nào? Có nên cắm hoa cúc trên bàn thờ? Về thuộc tính, bàn thờ là tổng hòa của ngũ hành, nghĩa là đủ kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Còn xét về trường khí, bàn thờ thuộc tính âm. Những thông tin cho rằng bàn thờ thuộc tính dương là chưa đúng. Không chỉ vì trên bàn thờ thắp nến, thắp đèn mà cho rằng bàn thờ thuộc tính dương. Chính vì bàn thờ thuộc tính âm nên gia chủ có điều kiện vẫn nên có khu vực thờ cúng riêng biệt trong nhà. Bởi vậy, ngay từ khi thiết kế không gian nhà ở, khu vực thờ cúng hay bàn thờ cần được tính toán kỹ, chọn hướng an vị phù hợp với bản mệnh gia chủ. Trong văn hóa phương Đông, hoa cúc gắn với ý nghĩa của sự trường thọ, phúc lộc và tấm lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ. Sự tích kể rằng có hai mẹ con nhà nghèo nọ sống với nhau. Một ngày người mẹ ốm nặng, người con thương mẹ đã tìm mọi cách chạy chữa nhưng không được. Trước tấm lòng ấy, Bụt hóa thân thành một cụ già và nói rằng hãy vào rừng tìm bông hoa thần kỳ. Bông hoa có bao nhiêu cánh thì đó là số năm người mẹ được sống trên đời. Người con mải miết chạy vào rừng tìm kiếm bông hoa thần kỳ, nhưng chớ trêu thay chỉ tìm được bông hoa năm cánh. Quá đau lòng và không chấp nhận sự thật, người con đã xé nhỏ cánh hoa tới mức không xé thêm được nữa. Nhờ vậy, người mẹ đã khỏi bệnh và sống lâu bên con mình. Đó cũng là lý do tại sao hoa cúc nhiều cánh như vậy. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện trong dân gian, nhưng ngụ ý hoa cúc chứa nhiều cánh chính là ước muốn sức khỏe dồi dào và sự hiếu thuận của con cái đối với bậc sinh thành. Đây cũng là một trong những lý do hoa cúc thường xuất hiện trên bàn thờ gia tiên và các ngày lễ Tết quan trọng. Không chỉ vậy, hoa cúc vàng chính là lựa chọn phổ biến được dâng cúng trên bàn thờ. Sắc vàng rực rỡ của hoa cúc mang lại sự ấm áp nên cũng là lý do được sử dụng nhiều trên bàn thờ. Ngoài ra, cũng có loại cúc khác được cắm trên bàn thờ như cúc đồng tiền, hoa đồng tiền, cúc thực dược, hoa thực dược. Với những ý nghĩa tốt đẹp như vậy, hoa cúc là một lựa chọn tuyệt vời để cắm trên bàn thờ giúp gia chủ chiêu tài. Tụ lộc thể hiện sự ấm cúng của không gian thờ cúng. Bên cạnh đó, mang ý nghĩa phúc lộc, may mắn, tràn đầy như những đồng tiền vàng, nhiều gia đình thường đặt vài chậu cúc vàng trước cửa khi đón Tết đến xuân về. Cách cắm hoa cúc trên bàn thờ giúp chiêu tài, tụ lộc. Mặc dù hoa cúc là một trong những loại hoa được bài trí nhiều trên bàn thờ ngày mùng 1, rằm hay lễ Tết, nhưng gia chủ cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của màu sắc hoa cúc để được may mắn. Hoa cúc là loại hoa bền màu, dễ chăm sóc, lâu tàn mà chủng loại lại phong phú. Hoa cúc không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian bàn thờ mà còn có thể ngâm rượu, pha trà hay làm thuốc. Hoa cúc hiện nay được lai tạo nên có nhiều chủng loại lẫn màu sắc. Tuy nhiên, loại hoa được cắm trên bàn thờ nhiều nhất là hoa cúc vàng to, hoa cúc trắng hoặc hoa cúc hồng tím. Đối với các dịp lễ Tết, hoa cúc vàng là lựa chọn hợp lý nhất. Hoa cúc trắng và hồng tím được xen kẽ. Hoa cúc trắng được sử dụng nhiều trong đám tang, ngày giỗ vì sự trang nghiêm và giản dị của hoa cúc màu trắng mang sắc thái của sự thành kính phân ưu. Các loại hoa cúc khác như cúc họa mi, cúc mâm xôi bé, cúc vạn thọ hay cúc mặt trời không cắm trên bàn thờ. Các loại hoa này bông bé, cánh xòe dễ héo và không mang lại cảm giác sung túc, đủ đầy và ấm cúng. Thêm vào đó, cắm các loại cúc này sẽ thiếu đi sự trang nghiêm, kính cẩn trên bàn thờ. Không chỉ vậy, bình cắm hoa cúc trên bàn thờ thường dùng bình theo bộ vật phẩm thờ cũng có kiểu dáng đơn giản và chắc chắn. Tránh các thể loại bình hoa màu sắc lòe loẹt, kiểu dáng thời trang nghệ thuật. Mặc dù hoa cúc thường được sử dụng trong các dịp lễ Tết nhưng chúng cũng được bày biện để trang trí nhà cửa. Các loại hoa cúc màu được sử dụng để làm đẹp cho phòng khách nhiều hơn vì chúng dễ kết hợp với các loại hoa khác. Hơn nữa, hoa cúc này khi cắm với các loại bình hoa kiểu dáng độc đáo, màu sắc tươi sáng sẽ mang lại cho không gian sống cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Lưu ý cần thiết khi chọn mua hoa cúc cắm trên bàn thờ. Hoa cúc mang tính âm, vì vậy dù đẹp cũng không nên đặt trong phòng ngủ. Các loại cúc tròn to màu rực rỡ có thể đặt trong phòng khách hoặc phòng làm việc. Tránh đặt hoa cúc trong bếp vì nhiệt độ có thể làm hoa nhanh héo. Khi chọn hoa cúc vàng để đặt trên bàn thờ nên chọn các bông to tròn đầy đặn, cánh hoa mọng mỡ màng, mới cắt tươi xanh, lá không bị sâu, càng nhiều hoa nhiều nụ và lộc non càng tốt. Khi cắm hoa cúc tuyệt đối không cắm một bông, nên cắm số hoa lẻ nhưng cắm từ 5 đến 79 bông thì hợp lý hơn. Nên chọn các bông hoa cúc có thân dáng đẹp, tràn đầy sức sống để chiêu tài, gọi lộc nhiều hơn. Thông tin mang tính chất tham khảo.